Xin chào quý vị và khán giả, tôi là Đăng, rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình thể thao 12 giờ trưa. Và sau đây chúng tôi xin điểm lại một số thông tin quan trọng trong làng bóng đá. Vâng, sau 62 trận đấu vô cùng căng thẳng, chúng ta đã tìm ra hai cái tên tranh cúp cho trận đấu chung kết của vòng loại cúp bóng đá thế giới tại Nga 2018, đó là Croatia và Pháp. Trước đó thì trận tranh 3-4 giữa đội tuyển Bỉ và Anh sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối ngày thứ Bảy 14 tháng 7, sẽ được phát sóng trên VTV6. Vừa qua cái tên được nhắc đến rất nhiều trong thế giới bóng đá, đó chính là Cristiano Ronaldo. Chàng tiền đạo của đội bóng Real Madrid đã đồng ý ký bản kiểm định y tế vào ngày 16 tháng 7 tới đây để đầu quân cho câu lạc bộ Juventus. Theo như chúng tôi được biết thì mức chuyển nhượng cho anh chàng tiền đạo 33 tuổi này có thể lên đến 115 triệu euro. Việc anh ra đi đã khiến cho rất nhiều fan hâm mộ của đội bóng thành Madrid không khỏi vô cùng nuối tiếc. Và sau đây chúng tôi xin điểm lại một số thành tựu mà anh đã mang lại dưới màu áo của câu lạc bộ Real. Marseille supporters, and why not? It is absolutely wonderful header. Once again, unstoppable. The best player on the planet at the moment. Cristiano, en cara a su mar. Cristiano, por dentro, por fuera, por fuera. Cristiano, golazo! ¡Qué animal! And every counter-attack spells trouble here for Bayern Munich. Benzema finding Bale. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. What's the perfect ending? To the perfect night. Vamos a Portugal 17. Vamos que espera Cibeles, pierna derecha. Cuatro. Tu szans na występ dzisiaj, popatrzmy. Uwaga, Cristiano Ronaldo, Ronaldo gol! And Real silences the Camp Nou. Cut out by Carvajal. And played in for Cristiano Ronaldo to score. Kroos. Ronaldo! It's him again. It's always him. And again, it's the miraculous Ronaldo.